Hello, xin chào mọi người đã đến với channel Bảo CN của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mod skin trong Minecraft máy tính nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video thôi. Đầu tiên á, thì các bạn kiếm cho mình một cái skin nào các bạn yêu thích. Ví dụ mình lên đây mình có trang web này nè, Minecraft Nova skin này nè, cũng khá là nhiều skin cho mình lựa chọn á. Ok, và bây giờ mình thử lựa chọn một cái skin nào đó mình tải về và mình làm thử nha. Thấy cái skin băng giá này khá là đẹp nè. Đấy, trông cũng xịn sò lắm ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tải về. Nhấn vào Draw nè. Ok, mình sẽ lưu ở ngoài thư mục, ngoài màn hình đi. Sẽ tạo một cái thư mục mod skin. Ok, mình sẽ lưu cái skin này ở đây. À, xong rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ tải cho mình đó chính là một cái file nha. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần nhấp vào là sẽ có một cái bài viết đưa bạn đến cái chỗ tải nha. Ok, và nó sẽ là một cái thư mục như thế này. Đây, sẽ là một cái thư mục skin.zip. Ok, và cái tiếp theo chúng ta sẽ copy cái này dán lên thành một cái hai cái file này nha. Đó, sau đó các bạn sẽ đổi tên nha. Đây, đổi tên giống hai cái này nè. Ok, mình sẽ đổi rename hai cái này là được, sẽ là Alex ấy chấm png, cái này cũng rename luôn, still đó. Ôi rồi, thiếu mất chữ e. Ok, thì hai cái này nè, làm sao nữa, các bạn mở thư mục này lên, nhấn vào accent Minecraft đó. Các bạn cứ nhắm tiếp tiếp thế, thì nào mà thấy hai cái thư mục này thì các bạn chọn hai cái này. Đó, nắm kéo dục qua luôn. Nhấn vào OK. Rồi các bạn nhấp vào đây để kiểm tra thử nha. Đó, nó sẽ thành hai cái hình này, tức là mình đã thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ cut cái thư mục này nè. Đó, mình sẽ copy cũng được, hoặc là cut mình sẽ copy đi, để có gì mình sử dụng nữa. Các bạn vào Windows. Không, các bạn nhấn cho mình phím Windows R. Trên bàn phím các bạn, nó sẽ hiện ra như thế này. Các bạn gõ vô phần trăm app data phần trăm. Ok. Và sau đó các bạn vào Minecraft, chọn Respect. Cái file nãy bạn copy các bạn dán vào đây. Đó, vậy thôi. Và skin.zip á. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào Minecraft để thử coi nó đã có skin cho nhau. Ok, và chúng ta đã vào game thì các bạn chọn cho mình option nha. Giờ chọn respect. Rồi, bắt đầu nó sẽ như thế này các bạn ạ. Các bạn chọn cho mình cái skin.zip này nè. Là cái thư mục hồi nãy các bạn mới bắt vào á. Các bạn nhấp vào yes. Nice. Rồi. Thì cái này đó mình chỉ nhìn thấy của mình thôi nha. Nếu mà mình chơi server á thì người khác sẽ không nhìn thấy đâu. Kiểu mình chỉ nhìn thôi, mình chơi chế độ sinh tồn á thì mình add vào cho nó đẹp. Người khác nhìn mình vẫn là cái con Alex như bình thường thôi à. Ok, mình sẽ thế giới mới nè. Thế giới mình tạo rồi nè. Mình vô mình kiểm tra thử thôi nha. Ok, và mình thử ghép nó mày. Đó, thấy chưa, mình đã có một cái skin này nè các bạn. Đấy. Khá là đơn giản luôn. Ok, chúc các bạn thành công nha. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm những video tiếp theo nha.